đã là thương mến, đã ghi trong
Cảm ơn cô em đến từ thành phố Đà Lạt mộng mơ. Trân trọng tất cả quý vị rất là nhiều. Khi đến thành phố Nha Trang thì đã chọn phòng trà Gadida. Hôm nay chúng ta có rất là nhiều đoàn khách Hà Nội, Đà Lạt đã dừng chân và ghé đến Gadida. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và chúng ta chào đón một ca khúc của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, 10 năm yêu em. Xin mời tiếng hát của Phương Thanh.